Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 19 tháng 11. Chúc anh em một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui nha. Mang gà đi đại thắng nha anh em ơi. Hôm nay thì em quay lên cho anh em xem một top gà cháp nha. Hai top luôn anh em. À, tất cả 15 em nha. Mỗi bầy là có 3 em giáp đỏ. Còn lại là giáp đen hết ha. Đó. Top này là của thằng bạn nuôi ở dưới Gia Kiệm nha. Quang Trung Gia Kiệm. Nói về gia công ở dưới Gia Kiệm là hiện tại của em bây giờ khoảng tầm hơn 10 người rồi. Hơn 10 người gia công mà nuôi gà rất là đạt luôn. Giống như cái khu vực Gia Kiệm nó hợp với nuôi gà, với chăn nuôi sao anh em. Rồi top này thì em vẫn để giá như cũ ha, 300 một em nha anh em. Anh em nào bắt 10 em thì em tặng một ha. Bắt 5 em thì em bao ship. Đó. Dáng dấp rất là tốt ha. Form mấy con này là lớn ký nha anh em. Cả cha tới 3 cái 3, 3 cái 4 gì đó. Bài này bài đầu tiên nha. Rồi, này tới bài thứ hai nha. Đó. Bài này cũng 3 con giáp ha, còn lại là giáp đen hết, 3 con giáp đỏ. Rồi, năm nay là một năm gần như là em cảm giác là tương đối là thành công với em. À, mọi ý muốn đều được thực hiện. À, lượng gà gia công anh em nuôi gà lên rất tốt, rất đạt. Gà giao cho anh em đi chơi cũng tốt. Hôm nay thì em ở nhà, em lên top này thôi ha. Lên top giáp 4 tháng và top giáp 1 tháng. Chia cho anh em cho nó gọn chuồng. À, bắt đầu ngày mai thì em sẽ lên cho anh em xem một top Peru Black Knight 3 tháng 4 tháng ha. Và trả đơn cho anh em một số con Isu Pakistan. Rồi, chào anh em nha. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha anh em ơi.